Xin chào các bạn, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về HTML tag, HTML element và attribute. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đào sâu hơn về các thẻ này để chúng ta có thể trang trí, xây dựng được một trang web. Điều đầu tiên khi chúng ta xây dựng một trang web đó chính là nội dung, và nội dung này có thể là tag. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu các thẻ HTML giúp chúng ta xây dựng được một nội dung đẹp mắt và đúng ý nghĩa. Thường thì ta có cấu trúc nội dung văn bản như thế này. Trong HTML, những tiêu đề lớn, nhỏ sẽ được gọi là heading. Chức năng của heading là giúp nội dung, tài liệu được phân chia một cách rõ ràng. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ có những đoạn văn được gọi là paragraph. Dĩ nhiên, trong các paragraph này, chúng ta hẳn là sẽ có những việc như in đậm, in nghiêng hoặc là gạch dưới, canh lề, vân vân. Những việc này ta sẽ gọi là formatting, tức là định dạng văn bản. Cuối cùng là những hoa thị hay các đầu mục được đánh số thứ tự nhằm giúp chúng ta liệt kê những nội dung gì đó, và ở trong tài liệu HTML ta sẽ gọi đó là list. Tất cả những thành phần trên chúng ta đã quen thuộc khi làm việc với các phần mềm như Microsoft Word hoặc là Pages. Với mục tiêu giúp cho người xem dễ dàng đọc hiểu được nội dung, ở trong tài liệu HTML cũng vậy. Ngoài việc giúp cho người đọc nhanh chóng hiểu nội dung và bằng việc sử dụng các thẻ đánh dấu tài liệu, chúng ta đã giúp cho các phần mềm khác, nôm na là máy tính, có thể hiểu được tài liệu của mình. Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành để rèn luyện thành thạo trong việc xây dựng nội dung văn bản cho trang web trong ví dụ cụ thể sau. Đây là một trang web mà chúng ta sẽ thực hiện trong bài học này. Nội dung của nó hướng dẫn ta cách làm một chiếc bánh kem ngon miệng và hấp dẫn. Nhìn vào thì các bạn nghĩ ngay đến sử dụng phần mềm Word. Đúng vậy không nào? Không may rồi, ta đang làm web là phải viết mã HTML chứ không đơn giản là sử dụng công cụ như Word để thực hiện thao tác văn bản. Chính vì thế, nhìn rất đơn giản. Nào, giờ thì hãy cùng nhau tìm hiểu các thẻ giúp ta xây dựng được nội dung văn bản như trang web đó nhé. Thẻ đầu tiên ta cần tìm hiểu chính là nhóm thẻ heading. Như đã giới thiệu lúc nãy, heading giúp chúng ta phân chia nội dung thành các mục lớn để người đọc dễ dàng hiểu được. Thường thì các heading này sẽ có nhiều cấp. Tiêu đề càng lớn thì cấp càng cao. Trong HTML cho ta 6 cấp và sắp xếp theo thứ tự giảm dần, bao gồm các thẻ H1, H2, H3 cho đến H6. Như các bạn thấy, thẻ heading có đầy đủ cú pháp của một thẻ bình thường, bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và content. H1 chính là thẻ có cấp cao nhất. Các thẻ tiếp theo sẽ giảm dần theo cấp độ. Content là nội dung mà trình duyệt sẽ hiển thị. Đây là kết quả khi trình duyệt biên dịch đoạn mã HTML này. Rõ ràng, kích cỡ chữ sẽ nhỏ dần và độ đậm của chữ cũng nhạt dần, ứng với từng level của nó. Một điều hết sức lưu ý, đó chính là các bạn đừng bao giờ dùng thẻ heading để làm chức năng in đậm chữ nhé. Hoặc một từ nào đó trong một đoạn văn, chẳng hạn. Ta đã nói rõ chức năng của heading chính là tạo một tiêu đề cho nội dung tài liệu. Đối với HTML, việc người dùng đọc hiểu được nội dung, thì máy tính cũng có khả năng đọc nội dung tài liệu này. Vì thế, thẻ heading giúp các phần mềm khác nhận biết được cấu trúc của tài liệu, đặc biệt là các search engine như Google. Nó sẽ dựa vào những thẻ heading này để lập chỉ mục, tạo cơ sở cho website của bạn có mặt trong kết quả tìm kiếm khi người dùng search trên Google. Nhóm thẻ tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đó là paragraph. Một paragraph tương ứng với một đoạn văn. Và trong HTML chúng ta sẽ sử dụng thẻ P để tạo ra một paragraph. Và dĩ nhiên trong thẻ P này sẽ có cái content, và content của nó chính là nội dung văn bản. Trong thành phần của một paragraph, chúng ta biết rằng nó được cấu tạo bởi nhiều câu, và các câu này chúng ta có thể ngắt xuống dòng như thế này để dễ dàng nhìn hơn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem cái website thực hành của mình để chúng ta xác định những paragraph nào trong website đó. Ta thấy có 4 paragraph ở trên trang. Ở paragraph thứ 2 thì rất đơn giản, chỉ gồm một danh sách các câu nói liền nhau. Ngược lại, ở paragraph thứ 1 và thứ 3, cả thứ 4 nữa, thì gồm các câu được ngăn cách bởi ký tự xuống dòng. Ok, giờ ta hãy viết mã HTML cho 4 paragraph này.
Đối với paragraph 2, ta sẽ có đoạn mã như sau. Rất đơn giản đúng không? Dĩ nhiên là thẻ P phải đặt trong thẻ body rồi, đúng không nào? Tất cả các thẻ có chức năng hiển thị trong nội dung website đều phải nằm trong thẻ body, chứ không riêng gì nó. Đoạn paragraph thứ nhất và thứ ba có hơi đặc biệt một chút. Ta sẽ bàn sau nhé. Còn với đoạn paragraph thứ tư này thì sao? Ta cũng làm đoạn mã tương tự như paragraph thứ nhất chăng? Bây giờ thử chạy bằng browser xem nhé. Vẫn cho ta một đoạn văn nhưng nó không đúng ý lắm vì các câu không được ngăn cách bởi ký tự xuống dòng. Nhưng rõ ràng là trong mã HTML ta đã dùng ký tự Enter để xuống dòng rồi mà. Vâng, các bạn nên nhớ HTML là một loại tài liệu đặc biệt. Nó khác với tài liệu văn bản thông thường. Vì thế, chúng ta có danh sách các ký tự đặc biệt ở đây. Mà khi ta muốn nó được hiển thị ở trình duyệt thì ta sẽ sử dụng các mã ký tự thay thế. Ví dụ như ký tự nháy kép này, ta sẽ thay thế bằng một trong ba dòng ký tự sau. Hoặc những ký tự không có trên bàn phím như ký tự copyright này, ta sẽ sử dụng một trong những dòng ký tự thay thế là... Chúng tôi cung cấp địa chỉ website để các bạn có thể tham khảo tất cả các mã ký tự thay thế này. Vì thế các bạn cố gắng xem phần ebook của video nhé. Tuy nhiên, hiện nay các trình duyệt rất là thông minh. Các bạn có thể sử dụng tất cả các ký tự có trên bàn phím. Ví dụ như là nháy kép, angle brackets. Tuy nhiên, các bạn cần lưu ý một điều rất đặc biệt khi các bạn sử dụng angle brackets. Vì với HTML, nó sẽ xem cái angle brackets này là một tag. Chúng ta hãy xem một ví dụ cụ thể. Đây là nội dung của tài liệu HTML. Chúng ta đang muốn kiểm tra xem hai có khác năm không. Và chúng ta sử dụng dấu angle bracket để thay thế cho tán tử khác. Đây là một loại tán tử rất hay được sử dụng bởi các ngôn ngữ lập trình. Và đây là kết quả hiển thị. Nó đúng như ý của chúng ta, nhưng về mặt nguyên tắc, nó đã sai chuẩn W3C. Chúng ta nên kiểm tra tài liệu HTML của mình có đúng chuẩn W3C chưa thông qua trang web sau. Nào, giờ vào trang web này để kiểm tra tài liệu HTML của chúng ta đã đúng chuẩn của W3C hay chưa. Do ta chép mã nguồn trực tiếp để kiểm tra nên sẽ vào tab cuối cùng này. Validate by Direct Input. Tại ô nhập liệu, ta sẽ dán mã nguồn HTML vừa rồi. Và sau đó nhấn vào nút Check. Các bạn thấy ngay có một error, chính là lỗi. Còn hai warning này thì không quan trọng. Do ta đang sử dụng Direct Input nên sẽ có thôi. Cái chúng ta cần lưu ý là lỗi khi ta sử dụng angle bracket như phần cuối trang mô tả. Dù cho trình duyệt vẫn hiển thị đúng nội dung ta muốn, điều này rất nguy hiểm các bạn. Vì ta sai chuẩn thì việc tương tác với các website khác sẽ trở nên khó khăn. Và quan trọng hơn là khi ta tiến hành công việc lập trình trên các trang web này. Lúc này ta sẽ cần bản mã ký tự vừa rồi để thay thế. Chỉ đơn giản là thay thế như sau. Ok, sau đó các bạn nhấn nút Revalidate. Ta sẽ thấy chữ Pass là ok. Ta có thể kiểm tra lại việc hiển thị khi thay thế các ký tự đó ở mã nguồn trong Notepad. Save lại. Sau đó refresh trang. Wow, nó đã hiển thị như mong muốn. Hãy lưu ý điều này, luôn luôn kiểm tra mã nguồn HTML đã đúng chuẩn W3C hay chưa. Và hãy xem phần ebook của video này, chúng tôi sẽ nói rõ hơn về chủ đề này. Ta hãy quay lại vấn đề của chúng ta. Đó là làm sao để ngắt các câu thành từng dòng như đoạn văn cuối cùng này. Tại sao chúng ta không sử dụng mã ký tự đại diện cho ký tự xuống dòng theo danh sách bản mã chúng ta đã cung cấp vừa rồi? Đó là ký tự new line ở tại vị trí như sau. Với hy vọng là nó sẽ xử lý xuống dòng ngay tại vị trí đó, ta thử kiểm tra bằng trình duyệt xem nào. Nó vẫn không xuống dòng.
Tại sao vậy nhỉ? Vì bản mã này chỉ đơn giản là hiển thị ký tự ra trình duyệt, mà ký tự xuống dòng như ta thấy ở đây giống như một ký tự rỗng, chứ không có chức năng ngắt dòng. Vì thế đừng nhầm lẫn việc hiển thị ký tự với chức năng của nó các bạn nhé. Vâng, chắc chắn là sẽ có kỹ thuật để giúp chúng ta ngắt dòng tại bất kỳ vị trí nào mà chúng ta muốn. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ học kiến thức này trong video tiếp theo các bạn nhé. Và hiện tại thì các bạn hãy trả lời giúp Sang câu hỏi: làm thế nào để chúng ta kiểm tra được tài liệu HTML của mình có đúng chuẩn của W3C hay không? Dĩ nhiên là chúng ta sẽ sử dụng Web Validator, đúng không các bạn? Và đừng quên tên website giúp chúng ta làm được việc này. Đó chính là để trắc nghiệm lại kiến thức chúng ta vừa học, các bạn hãy tự làm một bài tập nhỏ như sau. Các bạn hãy tạo trang web hiển thị được nội dung như thế này bằng kiến thức đã học. Các bạn hoàn toàn có thể làm tốt được. Hãy tự tin và cố gắng nhé. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.